quý vị, nhân tròn một năm ngày bùng phát xung đột tại giải Gaza, ngày 7 tháng 10 năm 2023, ngày 7 tháng 10 năm 2024, ngày hôm qua, các cơ quan của Liên Hợp Quốc và một số tổ chức nhân đạo quốc tế đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và tăng cường các nỗ lực nhân đạo trong khu vực. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, xung đột gây ra những tác động tàn khốc khiến hơn 41.600 người Palestine thiệt mạng và gần như toàn bộ dân số tại Gaza phải di rời. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cũng kêu gọi hành động khẩn cấp, hối thúc chấm dứt các hành động thù địch và trả tự do cho tất cả các con tin. Cùng ngày, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã bày tỏ lo ngại về những tổn thất nặng nề đối với dân thường Palestine trong chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào Gaza. Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu EU Joseph Borrell cũng đã cảnh báo Trung Đông đang đứng trên bờ vực của xung đột toàn diện. Trong khi đó, thì Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot khẳng định an ninh của Israel không thể được bảo đảm chỉ bằng sức mạnh quân sự và sẽ cần một giải pháp ngoại giao cho vấn đề này.